Vâng, hiệp 2 của chúng ta đã bắt đầu. Hiệp 2 của trận chiến giữa CT8A với là ôi, Lý Quốc Trường một pha chuyền rất là hay. Đây rồi. Hiệp 2 là có vẻ trông khởi sắc hơn. Đây rồi. Ôi giời ơi. Tôi sẽ đứng ra xa một tí để nhìn bao quát trận đấu cho nó rõ. Đây nhá, kia là ấy, nó có nhỏ quá không nhỉ? To lên một tí này. Rồi, ok. Ủa, bắt dính ghê thế, chân này bắt dính ghê thật. Cầu thủ bên kia. Cái bọn này không biết dây bóng cái gì. Dây kiểu cơ bản quá. Nhìn dễ bắt bài. Ấy. Bách. Rồi, Lý Quốc Trường. Solo đi Lý Quốc Trường. Hơi dài. Không, nhưng mà có lẽ do hôm nay hơi trơn nên anh ấy hơi khó ghê. Ui. Hay. Tiến hay. Tung. Ui. Ông này vào rát quá. Cố vũ cho Lý Quốc Trường với cả tất cả anh em. Đường. Đây mày đi đâu ấy? Hả? Đây mày đi đâu? May lên cổ vũ. Sao không mang nhiều đồ ấy? Thì lên thư viện luôn. Thì đằng nào hết trận đấu cũng làm gì về nhà chưa rồi. Chưa về không? Không. Đang nhịn đói. Toàn bây giờ tôi đang hơi ngu một tí cho nên phải cố cứu vớt. Nhưng mà cô Dung kiểu gì cũng trong một đề nhỉ? Phải nhỉ? Ừ. Hy vọng anh em cứu được. Tôi mẹ tầm này học bình thường thôi, chả như học lớp 1. Bạn ơi, lệch ra. Ấy. Đấy này. Hay. Chia này. Kèm kia 6 kìa. Trướng quả. Đẩy gót lên đỉnh quá. Tung. Hay. Hay Tung ơi. Sút. Ui. Siêu phẩm. Siêu phẩm. Ai ghi bàn này ạ? Bách đúng không? Mày có quay được không ấy? Có, Bách đúng không? Ừ. Bách ơi, có highlight nhá. Ôi. Em chút thôi anh sẽ vào. Có highlight nhá Bách. Tí nữa về thấy game video sao cắp cút giật. Rồi, thêm quả nữa. Hiệp 2 này nhìn khởi sắc hơn đấy à. Tôi nhầm đây nhá, tôi đi đây. Từ, cố thêm 5 phút nữa đi Khải. Cố 5 phút đi. Chẳng lẽ bôi tao cổ vũ rồi à? Tôi chẳng hạn. Không phải với thấy cái thoải mái. Đây sau em, sau em. Gì à, mạnh này đá đây giờ. Thấy mất tích luôn. Không, để quên. Nhầm Công Huy thấy đá đây giờ mất tích. Anh Bách nhỉ. Anh Bách có cái Bách này nữa rồi. Anh Bách có. Đây. Ui giời. Công Huy là hậu vệ đúng không? Hình như trời trơn khó đá ở ông này. Dập bóng sẽ là sơn chu lắm. Đói trời mưa. Sao cột 2 kìa. Nó làm gì. Được rồi. Tung. Bách kìa. 1-2. Hay. Vào đi. Hay. Đúng chuẩn tiki taka. Kéo vậy. Đập lại 1-2 à. Đang không. Ôi Bách 3 bàn rồi sao Bách. Rồi bây giờ cốt bài tẩy của chúng ta Phan Đình Phong rồi.
hat trick. Ủa. Phút hai bàn ghê thật. Dương Văn Hiếu và ui mạo hiểm nhá. Che đây. Ủa. Cái đánh chơi đâu? Phá rồi. Ui lăn xảo á. Hay quá. Có Huy ơi. Bé góc cho thầy. Quả này mẹ anh truyền vào xong à? Bù Việt anh. Hay. 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 Phong đường cánh này nó bơi khuất thì mình sang bên kia. Đổi cánh. Hello Quang, tao đổi cánh như bên này toàn đi làm suốt mà đứng bên này nó toàn bị khuất. Tao đứng bên này. Rồi, thôi đứng mình đứng bên này nhé. Bây giờ chỉ đứng bên này thôi để xem bàn cho nó nét. Khổ mỗi trọng tài chạy nhiệt bóng. Bách ơi, có hai like nhá. Có. Nhưng mà bàn đầu tao không quay. Bàn đầu tiên ấy. Bàn đầu tiên tao không biết mày ghi bàn kiểu gì. Nhưng mà chỉ biết hôm nay mày ghi hat trick thôi. Phong độ chói sáng ấy. Dứt điểm sân trời mưa kinh thật. Ôi, hơi màu. Mà quả đấy đóng thì khéo cũng bị bên kia chặn lại rồi. Quả đấy có khi dê qua là hay hơn mà. Anh ấy dê trượt hết. Tung. Ơ, à, vào kia. À, không vào. Trường ơi, cố bị một bàn nhé. Trường ơi, tôi tin quả này ông đánh đâu vào. Bên này là Phạm Thanh Tùng. Những cầu thủ của lớp CT83 đã rất là nỗ lực. Rất là tuyệt vời. Hay. À không, chưa được. Quả đấy không có cầu thủ này thì Trường đã đánh đầu ghi bàn rồi. Nhưng mà anh 17 này hơi cao hơn cả Trường chứ. Đây đây. Hay. À chứ, hết thầy rồi. Kia là ai đấy? Công Huy xuống thủ môn rồi à? Công Huy xuống thủ môn để cho mạnh lên. Từ, quên mất. Kia là Công Huy xuống thủ môn này để cho Á Đốc tiến lên chứ. Nhầm. Tiến nó lên rồi. Ui. Quả thủ môn này hơi mất tập trung. Ui. Thủ môn này hơi mất tập trung. Hay thật sự. Đây này quả này. Đâu? Chưa được. Hay lắm, đúng là thủ môn Công Huy có khác. Sau đấy thì hết hay rồi. Còn quả rồi. Trời ơi.
Mà một quả ơi. Kiểu gì thế kia, 3-1 rồi. Không sao, không sao. Đỡ được, đỡ được, đỡ được. Đội này không thắng nổi đâu, đội này không thắng nổi đội mình đâu. Anh Công Huy mới xuống thủ môn được tí, bị kích lên rồi. Ui okay, mình zoom to quá. Mình zoom hơi to. Zoom vừa phải thôi. Ăn này. Chuyển về thủ môn chứ gì. Đã chuyển về thủ môn. Thôi mình đi thẳng mẹ vào sân dễ, cho dễ quay. Đây là Việt Anh. Phong, Phan Đình Phong. Hay Việt Anh. Hay quá. Cánh hai. À, tuyến hai nhầm. Dương Văn Hiếu. Đừng vào. Bé lại. Đúng rồi. Kéo nó phải đi cả sân để quay mất trận đấu kịch tính quá. Phá đi. Ép lại đi Phong. Đúng rồi. Nó không dám sút ở đấy đâu. Ôi mẹ mắt dính ghê thật. Thế đấy. Mình mới quả như thế mình chỉ có thể phá ra chứ chả thể bắt dính nổi. Trường đột phá. Chưa ghi được. Chưa ghi được bàn. Mình đang rất muốn Lý Quốc Trường ghi bàn. Mấy bạn. 1 này. Hay lắm. Đây rồi, phản công. Ôi chuyền nhẹ quá rồi. Tùng mới. Trung Hiếu. Thanh Tùng. Vậy ra phải nhặt bóng tiếp rồi. Bách, anh có cảm xúc gì sau khi ghi 3 bàn quyết định trận đấu hôm nay? Im. Mày quay cái gì à? Có trận đấu quay rồi. Được rồi. Lý Quốc Trường dứt điểm đi. À chưa. Nhú thêm một nhịp nữa thì đẹp nhỉ. À, lôi kìa. Cầm bóng này. Ôi, xoáy thật. Mày hết mẹ dung lượng rồi. Đấy, Việt Anh thủ trận này Việt Anh chắc nhở. Tùng. Lên Tùng ơi. Đúng rồi. Ấy. Hay. Lật lại kìa. Sân này còn phải đá nhanh. Tập trung Trường ơi. Mình quay khó. Nãy giờ toàn mình nhặt bóng này, bây giờ phải cho đội này nhặt bóng quá. Số 13 của chúng ta, anh Văn Đình Phong. Bách ơi, để hộ tao cặp ấy, nặng quá, để máy tính trong. Đeo nãy giờ phải hơn 50 phút đứng đây rồi. Tiến quay cuốn quá. Để ra đi Trường ơi. Tiện quay cuốn quá, không để ý cặp, đeo nặng quá. Phát thôi. Đeo một cái túi này thôi. Nãy tôi quay cái buổi đeo cái cặp,
mỏi hết cả vai mỏi hết cả vai thẳng mà nay nay đau vai tí thôi, tao phải lắc vai một tí. Cái này gửi cái gì? Gửi ra Zalo thôi. Ui giời ơi. Ừ, cứ bước chung kết phiên giải Nam tao cũng quay video để lên. Mà tao định không quay hết trận đâu.